Bà con và các bạn xem đài thân mến, hiện nay ở xã Tân Thành, huyện Tân Châu có hai công trình cấp nước sạch, đó là công trình cấp nước Đồng Kèn 2 và công trình cấp nước Tân Đông đang cấp nước sạch cho 600 hộ dân địa phương. Riêng công trình cấp nước Đồng Kèn 2 được xây dựng năm 2005 đến năm 2018, được nâng cấp bổ sung giếng khoan, bể chứa, hệ thống xử lý nước sạch hiện đại, công suất được tăng lên, hiện đang cấp nước cho 500 hộ dân, trong đó có hơn 400 hộ ở khu tái định cư Đồng Kèn 2. Theo xu hướng khu tái định cư sẽ tăng dân số trong thời gian tới, công trình tiếp tục được nâng cấp, tăng công suất để đáp ứng nhu cầu nước sạch ngày càng tăng của cộng đồng. Liên quan đến vấn đề điều trên, mời bà con và các bạn theo dõi phóng sự tăng cường cấp nước sạch cho khu tái định cư. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tây Ninh đang quản lý, vận hành và khai thác 69 công trình cấp nước. Tất cả các công trình này được đặt trên địa bàn 41 xã, hoạt động với công suất bình quân 9.900 mét khối trong một ngày đêm, đạt 96% công suất thiết kế, cung cấp nước cho hơn 19.300 hộ sử dụng. Trong đó có 6 công trình cung cấp nước sạch cho 740 hộ dân thuộc một số khu dân cư tập trung, các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Tân Châu có 2 công trình cấp nước do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn quản lý là công trình cấp nước Đồng Kèn 2 và công trình cấp nước Tân Đông, đang cấp nước cho 600 hộ dân tại địa phương. Các công trình cấp nước hoạt động ổn định và liên tục từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Chất lượng nước sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 02 năm 2019 của Bộ Y tế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt. Hàng quý, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tiến hành lấy mẫu nước sau xử lý để phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước, kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục, đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt quy chuẩn. Cả hai công trình cấp nước này khai thác nước ngầm để hoạt động xử lý. Mạng lưới đường ống truyền tải và phân phối được lắp đặt chạy dọc các trục đường chính trong ấp, đảm bảo cung cấp nước cho khu dân cư tập trung, khu tái định cư và các vùng lân cận. Công trình cấp nước ấp Đồng Kèn 2 được xây dựng năm 2004 và đưa vào hoạt động vào năm 2005. Đến năm 2018, công trình này xuống cấp, công suất hoạt động bị hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước của người dân, khu tái định cư và các khu vực dân cư xung quanh. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn đã tiến hành nâng cấp sửa chữa, nâng công suất thiết kế, đồng thời bổ sung thêm các hạng mục như giếng khoan, trạm bơm, cụm xử lý, bể chứa, hệ thống điện và mở rộng mạng lưới cấp nước. Hiện nay công trình đã hoàn thiện, hoạt động với công suất 193 mét khối một ngày đêm, đạt 59% công suất thiết kế, cấp nước cho 475 hộ, vượt 1,05% số hộ thiết kế. Trong đó có 470 hộ thuộc khu tái định cư Đồng Kèn 2, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho người dân, đặc biệt là vào mùa khô. Là cái trạm cấp nước của Đồng Kèn 2 đó là thành lập năm 2004, đến năm 2005 là dùng vô hoạt động. Là hiện bây giờ trong quá trình lâu dài quá thì đường ống trạm nó đã xuống cấp, nên Trung tâm Nước sạch nó đầu tư vô là sửa trạm, rồi giếng khoan, rồi bể lọc các cái đưa vào hoạt động. Cho đến ngày nay á thì nước sạch đó là được là một ngày là trung tâm là được là 193 mét khối một giờ. Đó. Hiện nay thì trung tâm trạm cấp nước ấp Tân Đông á là sửa đổi hoạt động rất là tốt, rồi nâng cấp theo cái đường ống của dân đi từ đường bê tông, đường nhựa của hai bên đường, cho đến nay là đạt là 105% trên diện tích mình là thiết kế. Bây giờ mình là khu tái định cư, hiện bữa nay là 147 hộ dân, nhưng mà tới đây sẽ khả năng là sẽ còn hơn nữa. Thì bây giờ nếu giả sử được mà chính quyền các cấp là đầu tư phát triển cái đường đạm nước này, tại vì bà con người dân lúc này người ta đã thấy được ý thức của nước sạch như thế nào và nước không sạch như thế nào, vì người ta đã dùng nước sạch là ta không dùng nước giếng khoan thường nữa. Theo chính quyền địa phương nơi đây, thời gian tới có thể thêm nhiều hộ dân về ở khu tái định cư và khu vực xung quanh. Vì thế, dù các trạm cấp nước đã hoạt động tốt, nhưng đến lúc đó cần phải nâng cấp thêm công suất nhằm đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. Anh Nguyễn Thiên Nhân, kỹ thuật viên Trung tâm Nước sạch Vệ sinh Môi trường Nông thôn Tây Ninh đã khảo sát thực trạng các trạm cấp nước khu vực này. Anh khẳng định, mạch nước ngầm nơi đây rất tốt, tuy nhiên có thể yếu nước trong mùa nắng. Khi cư dân tăng lên, trạm cấp nước sẽ bổ sung thêm bơm giếng, đấu nối thêm ống đáy để hút được mạch nước ngầm tốt hơn. Hiện tại thì trạm này trước khi nâng cấp đó, là chỉ có một bơm giếng và một bơm là hệ thống bơm mạng lưới là dùng bồn nước để mà bơm ra mạng. Thì sau khi nâng cấp đó, thì trạm được nâng lên một giếng nữa là còn có hai bơm giếng và bơm ly tâm có hai bơm để nhờ bơm ra mạng lưới. Thì khi mà
dân nhu cầu dân sẽ nhiều thì bơm điện tâm sẽ hoạt động hết công suất để mà đẩy nước chất lượng nó mạnh lên để cho ra mạng nước dân sử dụng có áp lực nước mạnh hơn. Cần bổ sung thêm những cái bơm giếng để cho lượng nước từ mạch nước ngầm lên đủ để cung cấp cho người dân. Thì hiện tại là bơm này, hiện tại mạch nước đây là tương đối tốt. Chỉ lưu ý là nhiều khi thì nó có bị vào mùa nắng thì mực nước hay bị thiếu cho nên cần phải thả ống xuống nhiều hơn để cho mực nước nó sạch hơn, tốt hơn. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tây Ninh cho biết có nhiều công trình cấp nước hiện nay hoạt động tốt. Cụ thể là công trình cấp nước khu dân cư cầu Sài Gòn 2, cấp nước cho 46 hộ dân thuộc khu dân cư ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu. Hệ thống cấp nước khu dân cư Chàng Riệt, cấp nước cho 370 hộ dân thuộc khu tái định cư Chàng Riệt, xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Công trình cấp nước ấp Phước Mỹ, cấp nước cho 93 hộ dân thuộc khu dân cư ấp Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng. Công trình cấp nước ấp Phước Trung, cấp nước cho 45 hộ dân thuộc khu dân cư Phước Tây, xã Long Phước, huyện Bến Cầu. Công trình cấp nước khu tái định cư cụm công nghiệp Chà Là, cấp nước cho 30 hộ dân thuộc khu tái định cư cụm công nghiệp Chà Là, huyện Dương Minh Châu. Riêng công trình cấp nước ấp Đồng Kèn 2 ở xã Tân Thành, huyện Tân Châu đã được nâng cấp, đang hoạt động hiệu quả, đang cấp nước sạch cho hơn 400 hộ dân ở khu tái định cư Đồng Kèn 2. Ở xã Tân Thành, huyện Tân Châu thì có hai công trình cấp nước do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn quản lý. Đó là công trình cấp nước ấp Đồng Kèn 2 và công trình cấp nước ấp Tân Đông, xã Tân Thành, huyện Tân Châu. Kỳ kiểm tra chất lượng nước gần đây nhất thì đạt theo cái quy chuẩn Việt Nam quy định. Và hiện tại mình đang đứng tại công trình cấp nước ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành, huyện Tân Châu. Công trình cấp nước này được xây dựng từ lúc trước thì được xây dựng từ năm 2005 và cấp nước sạch cho các hộ dân trên địa bàn ấp Đồng Kèn 2. Tuy nhiên, đến năm 2018 thì nhận thấy cái nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên ở ấp Đồng Kèn 2 có cái nhu cầu sử dụng nước cao và cái công trình cấp nước không đáp ứng đủ được cái nhu cầu thì được sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, các cấp ban ngành thì đã thực hiện nâng cấp cái công trình cấp nước này, bổ sung một số hạng mục như là giếng khoan, bể chứa và hệ thống xử lý hiện đại, nâng cái công suất trạm và hiện tại đang cấp nước cho khoảng 500 hộ dân, trong đó đặc biệt là cấp nước cho khoảng 400 hộ dân ở khu dân cư Đồng Kèn 2. Trong cái công tác cấp nước sạch thì Trung tâm Nước sạch cũng gặp rất là nhiều thuận lợi, được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, các cấp ban ngành hỗ trợ nâng cấp các công trình cấp nước. Bên cạnh đó thì cái ý thức trong thời điểm dịch bệnh thì cái ý thức sử dụng nước sạch của người dân đã được nâng cao. Người dân chú trọng việc sử dụng nước sạch để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mình nhiều hơn. Vì vậy đó là một cái chuyển biến tích cực để người dân có thể tiếp cận được với nguồn nước sạch. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh cho biết, ngoài việc nâng cấp các trạm cấp nước ở các cụm dân cư khu vực nông thôn, thời gian tới trung tâm còn nâng cấp hệ thống điện ba pha tại các công trình cấp nước khu vực thị xã Trảng Bàng, huyện Bến Cầu và Tân Biên nhằm nâng công suất thiết kế, nâng công suất cung cấp nước sạch theo nhu cầu ngày càng tăng của cư dân khu vực nông thôn. Bà con và các bạn xem đài thân mến, chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại bà con và các bạn ở những chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.